Hiện nay thành phố có 550 nút điểm đèn tín hiệu với 605 camera. Các camera này truyền tải kết nối về trung tâm chỉ huy của công an thành phố Hà Nội. Theo đánh giá, đối với một đô thị như Hà Nội thì số lượng như vậy là rất ít. Bên cạnh đó, các camera và hệ thống cáp quang hiện nay được lắp đặt chủ yếu từ năm 2014 đã cũ, lạc hậu, hầu như không tích hợp trí tuệ nhân tạo. Vì vậy trong thời gian tới cần tu bổ, nâng cấp những camera có sẵn Đại diện công an thành phố Hà Nội cho biết đã và đang chỉ đạo các phòng chức năng của công an thành phố xây dựng báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, thành ủy cho xây dựng nền tảng tổng thể để phát triển hệ thống camera của thành phố, tạo điều kiện phê duyệt đề án phát triển hệ thống camera trong thời gian tới.